Anh ba ơi, cười cười ơi, cười cái gì vậy? Cười đây anh ba về chơi vui quá ha. Nay thì mình ăn bữa cơm gia đình ha, với có bé Bảo Tính về thăm Sơn Hà. Đây, Sơn Hà ngủ rồi, Bảo Tính ngủ luôn rồi. Rồi cho dì Quyên ấm chút đi. Dì Quyên dì Hân rất là giỏi ha. À, bữa nay anh Bảo Tính về chơi với Sơn Hà ha. Đi. Đây, để chú Biểu nè. Bảo Tính ơi. Chào con nè. Trời ơi, anh bự hơn quá nè. Tháng 2 tháng rưỡi, cái gì? Tháng rưỡi hả? Tháng rưỡi à. Tháng rưỡi. Dạ. Mà hồi xanh á, anh lớn hơn, anh ký lớn ký hơn. Nói chuyện với chú đi con. Đã chưa? Đây biết nói với chị. Kêu ba ba chưa? Kêu ba ba. Giỏi vậy hả? Sơn Hà chưa? Nói chuyện hả? Chuyện nói chuyện gì đó con? Ba kêu kìa. Ba kêu kìa. Trời ơi, Sơn Hà bỏ vô huốc quá. Nè, Sơn Hà ơi. Chào mặt, chào mặt hả? Vậy. Nói chuyện với trời luôn. Ba rành rẽ quá mà. Rồi con nói chuyện đi con. Ta để ha. Con có chào mặt không vậy? Con chào nghe con. Ơi đây nè, mẹ nè. Về giao hai đứa cho má hai nè. 200. Dạ, hai lạnh hai đứa đi. Hai lạnh hai đứa mà hai không có thời gian nấu cơm. Bên tay bọn tính lại đi để con về và anh. Dạ mẹ. Về và anh nha. Nãy ẩm hai đứa lên rồi nó nhìn nhau dữ à. Bỏ xuống nhìn không được. Con kêu em Sơn Hà đi. Em Sơn Hà ơi. Anh ba về chơi nè. Sơn Hà đông lắm. Sơn Hà nhìn kìa. Anh ba ơi, cười 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 nhìn ống kính, con nhìn ống kính nói chuyện hả con? Thôi hay qua anh ba đi, gần hay qua anh ba đi. Lâu lâu anh về chơi. Lâu anh về chơi nè. Nó đòi ẩm lại vậy hay gì à? Đòi ẩm nó vậy đi. Anh về chơi cả. Ta muốn ngồi mà bắt ta nằm. Cái này mũi nhiều quá. Sao vậy con? Ẩm lên mà cũng vậy nữa là sao? Hả? Nó thích coi coi cái ống kính á. Thích coi cái ống kính. Đây nè. Đây nè. Chú cho nè. Cho con nè. Nè, mà Sơn Hà đó hai hai đem ngồi gần lại coi. Đây, đây gần lại so coi. Em ơi. Đá gà đi. Đá gà, đá gà. Gà này chấp đá trước nè. Nè, Sơn Hồng. Chị Quyên nè, chị Quyên nè, chị Quyên ẩm nè. Ờ mẹ. Vú nuôi nè, vú nuôi ẩm nè. Dì Quyên ẩm em đâu vậy? Nghe lời dì hơn nghe lời mẹ rồi. Đây nha con cũng thèm tay hết con. Con cũng thèm tay nữa đó bác ba. Nhà chị chừng nào xong chị? Từng nữa xong không? Nữa rồi, mấy nay không có thợ thì sao cho hay chậm ha. Còn sơn nữa xong à. Dạ. Nhà rộng bận bị bộn tùm lum. Nhà thì cũng vậy mà mình làm sáng lên cái nhìn thấy nó rộng ha. Dán lại sáng sủa ăn Tết. Sơn Hà ơi. Đói bụng chưa? Mũi, mũi đeo. Trời, Bảo Tính Di Quyên ẩm im ru rồi kìa. Đâu Bảo Tính đâu, lại chú coi coi ngủ hả? Hình như ngủ gục rồi. Nè Bảo Tính ơi. Bữa nay mình ăn cơm gì vậy mẹ? Chiều thịt sườn thôi với lại gừng rồi canh tỏi ô. Hôm nay làm nhà bụi quá ha. Rồi chơi xíu nữa rồi về ăn cơm, anh bảo chị Thắm ăn cơm luôn. Ăn cơm. Rồi hả?
Dạ. Vậy chơi chút đi. Tính ngủ rồi. Mà tính ngủ về ngủ chơi em xíu mà ngủ rồi. Đi về nội cho bỏ lên giọng ngủ nha. Ừ. Đây. Cũng ngáp rồi. Đây cũng ngáp rồi. Về đi. Về bạn thích ngủ. Căn này của ai đây? Của Sơn Hà. Ngủ giọng của em Sơn Hà nghe không? Về cá giọng của em Sơn Hà không? Ngủ rồi. Thôi mẹ thương, Sơn Hà giờ ngủ chưa hay là thức luôn tí tới khuya ở đây đúng không biết? Thức đi, tối ngủ. Mẹ biết rồi con buồn ngủ nè. Vậy là không ăn cơm phải không? Ăn cơm rồi ăn cơm nha. Đi ăn cơm nha, à, Quyên ăn cơm con. À, Hân. À. Nhìn sau lưng tưởng Quyên. Rồi anh đi ăn cơm đây. Mấy cái lạp xưởng nhỏ quá đóng gói không được hả? Đem ra mình thử luôn không? Nhưng mà nếu mà mốt ruột nhỏ vậy mình không nên cho vô luôn mà. Dạ, này chắc bữa nay có mấy chị mới không để ý. Chính vợ mà chính không có biết. Dạ. Lấy đầu nhỏ quá rồi bỏ. Bự quá cũng bỏ. Rồi mình cho nó đều đều cho nó đẹp. Ok. À, tại vì mình bán mà phải cần đẹp, còn ở nhà ăn sao cũng được. Giờ cái xấu ở nhà. Trời ơi mẹ ẩm ra rồi hả? Sơn Hà. Bánh rồi đó. Ba kêu kìa. Sơn Hà ơi, mặt bơ bơ vậy. Có anh Bảo Tính, anh Ba Bảo Tính về chơi mà. Ngủ hả? Ngủ rồi. Sao cũng ngoan lắm mà sao tối quậy dữ vậy không biết. Ở ngoài ngang hả? Ủa không ăn cơm ăn bánh hả? Dạ. Cơm luôn anh Yên, chị Sơn Ca đâu? Bữa nay mình ăn cơm với sườn kho hả? Với cái gì mà? Canh rau tần ô. Nhiều món quá nè, có cá chiên. Rồi khô sặc nữa. Còn cái này là lạp xưởng, xấu quá thì mình không bán được. Lạp xưởng giạt. Xưởng giạt để ăn. Giao cho dì Quyên luôn đi. Dì Quyên ẩm em. Ẩm anh Bảo Tính nè. Nay làm vú nuôi chuyên nghiệp luôn phải không? Em mốt làm như làm nhà trẻ luôn. Mốt ở nhà trẻ nghe. Tha hồ ẩm em bé. Ngoan nè, không quậy nè. Nhìn nó cười không? Nhà trên còn ghế nào nghe. Ừ, mời cho nè. Thôi vậy mẹ ăn cơm đi, tranh thủ là xiến nè. Để chút Sơn Hà quậy rồi. Ghế vô, anh có con nhỏ thì phải. Cơm mẹ ơi. Thợ làm được cái cửa đó hàng nào hả mẹ? Đổ gà. Cũng dữ lắm mà nha. Dạ, con thấy làm được cái công đoạn đó là quan trọng nha. Ừ, đó đổ bên đầu mình qua tới bên luôn. Có đào sâu xuống mình đi. Cái đà mới rộng gì nào mà đổ chồng lên cái đà cũ. Không? Làm việc chắc. Rồi và các nhà mình cùng thưởng thức nha. À, bữa cơm nhà đầy cơm từ sáng tới giờ quá trời món luôn. Ở mấy ông thợ là mình nấu ăn hay là mẹ cho thương nó ăn gì? Thức ăn riêng của nó là hả? Trời ơi, cũng được đi vậy hả? Mua thức ăn á, 2 bịch, 80 ngàn. Nó ăn cơm được mà con. Cơm được mà con. Mấy đứa ăn bánh đi không? Con tập ra mối cái hết thức ăn ấy cho ăn cơm nó không ăn được hả? Chị gắn em luôn kìa. Chị Duyên gắn em ra dưỡng. Anh đâu từng ôm đâu giống lỗ vậy, có trứng phúc nữa mà. Cá này như là cá cái chìa hả? Giống cái con cá có cái sừng ở trên lưng quá ta. Đúng rồi, có cái gì.
À đúng rồi, cá chè. Cá chè này là bao nhiêu tiền ký chị? Cá nhỏ đó. Cá đó có nhiều lắm. 150 á. Cái này nếu mà bự á, hình như đó 150 trở lên á. Nếu mà một con cá mà bự là 1.500.000 trở lên đó thôi. Không có tiền ăn cá mắc. Ăn cá nhỏ nhỏ thì nó rẻ. Cá nhiều con. Nhiều con. Mẹ cá ăn cá hả? Mấy này nó kêu như heo rồi. À cái xe có gì vậy đừng xin. Dạ có. Có chén. Cá này nhìn nó lạ ha. Tự nhiên có cái chìa lên như những cái cây để ăn trầu á. Thì vui á. À đặt tên từ cái đó hả? Chị voi hả? Con voi có cái chìa voi á. Mẹ con này ngon quá. Dạ. Bữa nào mà chị Thanh Tra có nấu á, em chia sẻ cả nhà mình tham khảo nghe. Tại bữa nay em đi làm không có quay được. Bữa nào ở chợ mình hay nấu cái gì đó, chị hay mua đó. Ăn có xong. Cá này ở dưới sông mình lên á, nó nhỏ nhỏ thì rất là rẻ. Như nãy chị Thanh Tra nói là tầm khoảng 150 đến 200 mà mấy cá này. Còn mà cá to to á thì vừa lên cái người ta đang đi nhà hàng ở Sài Gòn bán nên là không có tới lượt của mình mua được, tại nó rất là mắc, ở đây cũng ít người mua nữa nên là bắt được cái sắp đi liền để cho nó sống. Đem như chợ mình đâu, dạ. Ta có rỗi canh đó. Người lái không à? Kêu là rỗi. À đúng rồi, hôm bữa con cũng nghe ai nói rỗi, à cậu Bảy. Rỗi là mấy người hồi xưa là tên đi mua đi bán lại. Chợ người không, dạ. Chợ người không, cái gì mình bắt được là có người ta đón sẵn. Ừ. Tức là người ta có thể là bơi cái thúng ra, người ta đón kia lớn hơn, sang vô bán nhỏ lẻ lại. Ta mua đi bán lại. Mua đi bán lại thì nó sướng hơn, bị đi đánh bắt thì nghe hôm nay em hay quá, từ ngày em hơi được. Thôi, cái đang giao dì Quyên quá. Do dì Quyên chăm lần hai bé luôn. Bé luôn. Sợ hả? Em cực lắm, bữa mẹ lên ngủ, nó không dám ngủ, mẹ ngủ đi. Mà mẹ nghe rụt rụt nhìn ở tính quầy, mẹ đi ngủ đi, có bắt năm cái chừng rồi. Dễ tập đi, mỗi lần có con rồi chăm dễ. Mẹ không dám ngủ. Nó không tin tưởng mà nội bỏ tính như vậy. Quậy. Để con ngủ đi. Ngủ rồi hả? Đẫm toàn ten luôn hả? À, bữa nay thì mình ăn bữa cơm gia đình ha, với có bé Bảo Tính về thăm Xuân Hà. Đây, Xuân Hà ngủ rồi, Bảo Tính ngủ luôn rồi. Rồi cho dì Quyên ấm chút đi. Dì Quyên, dì Hân rất là giỏi ha. Rồi, hôm nay cảm ơn cả nhà đã theo dõi nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại video tiếp theo.